Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình xây dựng và bất động sản phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã khẳng định phát triển nhà ở là trách nhiệm của nhà nước, của xã hội và của người dân. Và mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng tối thiểu khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị. Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở xã hội hiện nay còn gặp nhiều khó khăn và nguồn cung đang rất thiếu. Vậy tại sao một chính sách mang tính nhân văn cao, có mục tiêu rõ ràng mà đến nay vẫn chậm triển khai, chưa đi vào cuộc sống? Vậy giải pháp nào để gỡ khó cho nhà ở xã hội? Và tất cả câu trả lời này sẽ có trong chuyên đề tuần này của chúng tôi với chủ đề gỡ khó cho nhà ở xã hội. Sau đây là thông tin đầu tiên, kính mời quý vị theo dõi. Theo số liệu tổng hợp của Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở xã hội trên toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2020 cần khoảng 440.000 căn hộ. Theo đó, cả nước mới hoàn thành bàn giao 186 dự án với 75.700 căn hộ, tương đương với 3,79 triệu m2 nhà ở. Hiện cả nước còn 206 dự án nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 168.700 căn hộ. Tổng diện tích khoảng 8.435.000 m2 đang bị chậm tiến độ hoặc tạm ngừng thi công do bị thiếu vốn. Như vậy, đến thời điểm hiện nay, việc phát triển nhà ở xã hội mới chỉ đạt khoảng 30% so với mục tiêu đề ra. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cho tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố chỉ có 34 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 9 dự án đang thực hiện bán nhà và cho thuê, 25 dự án vẫn đang triển khai. Tại thành phố Hồ Chí Minh, với đặc thù 23% dân số là người nhập cư, trước mắt cần phải có ngay 80.000 căn hộ giá rẻ. Tuy nhiên, theo HORIA, đến hết năm 2017 mới có 5 dự án hoàn thành với khoảng 3.700 căn hộ, 12 dự án khác trong vài năm tới có thể cung cấp thêm 7.300 căn nữa, và đến lúc đó cũng mới chỉ đáp ứng được 14% nhu cầu. Tương tự tại Bình Dương, trước áp lực có quá nửa dân số hơn 1,1 triệu người là người ngoại tỉnh đến làm ăn sinh sống, nhu cầu về nhà ở xã hội rất bức thiết nhưng mới chỉ có một vài dự án được xây dựng. Tại Đồng Nai, tình hình cũng không mấy khả quan. Theo kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016-2020, tỉnh sẽ hoàn thành 25.000 căn nhà ở xã hội, đáp ứng cho nhu cầu của khoảng 100.000 người. Nhưng sau 2 năm thực hiện, đến nay Đồng Nai cũng mới hoàn thành được hơn 2.700 căn, chỉ đạt 11% so với kế hoạch. Mặc dù chính sách phát triển nhà ở xã hội lần đầu tiên được đề cập tới cách đây hơn 16 năm, khi chính phủ ban hành Nghị định số 71 năm 2001 về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê. Đến năm 2004, tại quyết định số 76 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020 đã sử dụng cụm từ nhà ở xã hội. Năm 2005, luật nhà ở đã chính thức quy định về nhà ở xã hội với ghi nhận nhà ở xã hội là nhà ở do nhà nước hoặc tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng để cho các đối tượng quy định tại Điều 53 và Điều 54 của luật nhà ở thuê hoặc thuê mua. Đến luật nhà ở năm 2014, quy định nhà ở xã hội là nhà có sự hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của luật nhà ở. Trong gần chục năm qua, dù Quốc hội Chính phủ đã có rất nhiều văn bản pháp lý về hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội, nhưng đến nay những gì diễn ra trên thực tế ở nhiều địa phương cho thấy câu chuyện có đủ nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách dường như vẫn còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là khó khăn về nguồn vốn hỗ trợ. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cũng chưa thực sự quan tâm. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp không mặn mà trong việc xây dựng nhà ở xã hội. Sau khi gói 30.000 tỷ đồng dừng triển khai, tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn 2 năm chính phủ và ngân hàng nhà nước có hàng loạt văn bản hướng dẫn cho gói vay mới ưu đãi dành cho nhà ở xã hội ở ngân hàng chính sách xã hội. Nhưng đến nay, câu chuyện vẫn chỉ dừng lại ở việc chờ đợi. Đứng trước khó khăn, nhiều doanh nghiệp chuyên xây dựng nhà ở xã hội đã rơi vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng, thậm chí nhiều dự án đang xây phải dừng triển khai. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội trọng điểm được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Sau khi đi vào hoạt động cung cấp chỗ ở cho khoảng 4.500 cư dân, dự án đã được cam kết hoàn thành việc xây dựng, bàn giao nhà vào quý 3 và quý 4 năm 2017. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, khi mà đã kết thúc thời điểm bàn giao mà chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện được công trình để bàn giao. Theo hợp đồng cam kết của chủ đầu tư thì đến tháng 12/2017 là hạn cuối cùng bàn giao nhà. Nhưng các bạn thấy hiện nay thì dự án là đang rất chậm tiến độ. Với hoàn cảnh thực tế là chúng tôi vừa phải đi thuê nhà, vừa phải trả lãi ngân hàng. Ví dụ như lương của tôi hiện nay được khoảng 8 triệu một tháng thì
trả lãi ngân hàng và cả lãi gốc và lãi là khoảng gần 5 triệu. Và cuộc sống của tôi thì hiện nay là rất là khó khăn. Khó khăn bây giờ nó khó khăn chồng chất khó khăn, ví dụ như kiểu là bản thân là hàng tháng con cái này, học hành này, tiền thuê nhà này, tiền trả lãi này, tiền điện, tiền nước, nói chung là tiền nhiều thứ tiền lắm, nó đổ vào đầu. Nên là em nghĩ là một cái người thu nhập thấp như bọn em ấy thì mới cần phải mua những cái nhà ở xã hội như thế này. Mà khi mà đã là nhà ở xã hội ấy, thì nó phải có một cái gì để đảm bảo cho bọn em những cái người thu nhập thấp như thế này. Lý do chậm tiến độ, dự án chủ đầu tư đã đưa ra đó là thiếu vốn do gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng đã kết thúc. Gói hỗ trợ theo Nghị định số 100 của Chính phủ chưa được triển khai. Đặc biệt, chủ đầu tư đã phải vay hơn nửa số vốn của dự án với lãi suất thương mại cao gần gấp đôi so với lãi suất ưu đãi, nên rất khó khăn để tiếp tục dự án và bàn giao cho khách hàng. Tháng 3 2016, chúng tôi đã xây dở cái phần ở dưới và lót gốc ngoài lên được, thì gói tín dụng 30.000 tỷ kết thúc. Chúng tôi bắt buộc phải vay lãi suất thương mại đời đi, đợi 2 năm nay rồi, không có chính sách gì. Kể cả cái thông tư 18 vừa rồi của Chính phủ ra thì tôi đi sang Bộ Xây dựng dẫn sang trong ngân hàng chính sách báo cáo Ủy ban thành phố Hà Nội hàng trăm lần như vậy, nhưng mà cũng không có vốn. Vấn đề này là vấn đề vĩ mô. Vĩ mô bởi vì chúng tôi kêu khóc rồi, xong bây giờ bà con kêu khóc là nạn nhân của cái chính sách có nhưng có khó khăn của đất nước, chính vì thế mà dẫn tới một cái hệ lụy như thế này. Cùng với những khó khăn về nguồn vốn hỗ trợ thì những ưu đãi cho chủ đầu tư chưa thực sự tương xứng với những thiệt thòi về lợi nhuận của doanh nghiệp khi phát triển dự án nhà ở xã hội so với phát triển nhà ở thương mại. Các chính sách hỗ trợ thời gian như miễn tiền sử dụng đất và hạ thuế VAT bằng 0%, miễn thu nhập doanh nghiệp, tăng mật độ quy hoạch lên 1,5 lần vẫn chưa thực sự hấp dẫn doanh nghiệp khi giá bán được xác định theo nguyên tắc tính đủ chi phí đầu tư và cộng thêm 10% lãi định mức. Là cái giá bán nhà ở xã hội cho các cái đối tượng thu nhập thấp đó thì chỉ được phép là bằng cái suất đầu tư cộng với lãi định mức là tối đa là 10% và không được tính những cái mà nhà nước đã ưu đãi, ví dụ như là tiền sử dụng đất là không được tính. Đấy, thế rồi là các cái vấn đề tài chính, ví dụ là vốn vay hoặc là lãi suất. Chính vì vậy mà cũng không phải là nó khuyến khích lắm đối với cả nhà đầu tư. Theo nhiều chuyên gia, đầu tư kinh doanh bất động sản được xếp vào loạt hoạt động kinh doanh có hệ số rủi ro bằng 250%. Vì thế các ngân hàng không khuyến khích cho vay kinh doanh nhà ở và nâng lãi suất cho vay với các hoạt động này. Cái xu hướng gần đây là vốn cho bất động sản rất là lớn. Do đó là các ngân hàng cũng có cái nhu cầu phải đi huy động. Và họ huy động lãi suất ở một số chỗ có thể cao hơn thì họ phải cho vay cao hơn. Cái thứ hai nữa là trước nhu cầu vay cao thì ngân hàng thường gây sức ép để mà có được lợi nhuận bổ sung. Và cái thứ ba cũng rất quan trọng là bởi vì ngân hàng nhà nước gần đây đang có xu hướng siết lại cái độ đánh giá về rủi ro và cái tín dụng cho bất động sản. Như vậy, nguồn vốn cho thị trường nhà ở, đặc biệt là nguồn vốn trung hạn và dài hạn cho doanh nghiệp vay để phát triển nhà ở thu nhập thấp đã bị hạn chế. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cũng chưa thể hỗ trợ được doanh nghiệp. Đó là lý do khiến cho các nhà đầu tư không mặn mà với nhà ở xã hội. Gói tín dụng cho vay ưu đãi các dự án nhà ở xã hội lãi suất thấp 30.000 tỷ đồng đã kết thúc từ năm 2016. Nhiều người nghèo, người thu nhập thấp vẫn chưa tiếp cận được vốn vay này. Mới đây, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết sẽ giải ngân nguồn vốn cho người dân mua nhà ở xã hội ngay trong năm 2018. Đây được coi là tin vui đối với những người thu nhập thấp. Tuy nhiên, tổng vốn cho vay mua nhà ở xã hội năm nay chỉ là 1.000 tỷ đồng. Với nhu cầu vay của hàng ngàn gia đình, số vốn này chỉ như muối bỏ bể. Cùng với đó, vẫn chưa có nguồn vốn ưu đãi nào dành cho các doanh nghiệp bất động sản xây dựng nhà ở xã hội. Như vậy, người dân vẫn rất khó để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi mua nhà ở xã hội này. Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chính thức triển khai chương trình tín dụng này để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng. Như vậy đến năm 2020, chúng tôi được tổng chỉ tiêu sẽ cho vay là trên 2.200 tỷ đồng. Riêng năm 2018 này, kế hoạch đã được phân bổ, Chính phủ cấp cho chúng tôi 500 tỷ đồng và chúng tôi sẽ huy động thêm 500 tỷ đồng
Và như vậy kế hoạch cho vay của năm nay là 1.000 tỷ đồng. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, nguồn vốn 1.000 tỷ đồng đã được phân giao về các địa phương triển khai cho vay. Trong đó, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được phân nguồn vốn lớn nhất, mỗi nơi 50 tỷ đồng. Các thành phố khác như Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An được phân khoảng từ 10 tỷ đồng trở xuống, tùy theo điều kiện của từng địa phương. Tuy nhiên, tổng nhu cầu cho vay của các tỉnh, thành là 5.000 tỷ đồng. Trong khi chỉ có 1.000 tỷ đồng để cho vay, nguồn vốn cho vay hiện nay là rất ít so với nhu cầu. Vay mua nhà thuộc cái đối tượng nhà xã hội. Tuy nhiên thì cái gói này cũng chỉ giới hạn độ khoảng 1.000 tỷ. Và nếu so với cái nhu cầu thực tế thì cái mức 1.000 tỷ như thế thì rất là thấp. Hơn nữa, gói này cũng chỉ dành cho là những người có nhu cầu mua nhà vay trực tiếp, chứ không hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng cho biết nguồn vốn này chỉ dành cho người dân thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định, không dành cho vay với các doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội. Cùng với đó là quy định để người mua nhà được vay vốn cũng rất khó khăn. Người vay vốn phải thực hành tiết kiệm trong cái thu nhập của mình để hoàn lại vốn. Do đó, khi thực hành tiết kiệm nói chung và người vay vốn phải gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng nói riêng để tạo nguồn vốn, trước hết là tạo nguồn vốn từ có, sau đó tạo nguồn vốn để trả nợ ngân hàng hàng kỳ. Nhu cầu vay của người dân mua nhà ở xã hội là rất lớn, trong khi đó nguồn vốn cho vay vẫn còn hạn chế. Cụ thể như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được phân giao 50 tỷ đồng, tính trung bình thì chỉ có khoảng 150 người có thể tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi này. Theo Bộ Xây dựng, đến thời điểm hiện nay, việc phát triển nhà ở xã hội vẫn tiến triển rất chậm, nhiều khó khăn, ách tắc. Nguyên nhân chính là do lượng vốn ngân sách bố trí cho Ngân hàng Chính sách Xã hội trong giai đoạn 2018 đến năm 2020 là 1.262 tỷ trên 9.000 tỷ đồng, chỉ đáp ứng khoảng 13% so với yêu cầu của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tuy nhiên, để chính sách nhà ở xã hội đi vào thực tiễn thì không chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn mà còn đòi hỏi sự vào cuộc của các bộ ban ngành cùng đưa ra những giải pháp đồng bộ, cụ thể để gỡ khó cho nhà ở xã hội. Thì chúng ta vẫn cần phải có những cái phần hỗ trợ trực tiếp cho cái người mà thu nhập thấp mua nhà, như là cái chương trình mà chính Ngân hàng Chính sách Xã hội sắp triển khai tới đây. Tôi cho rằng đấy là một cái giải pháp có lẽ là mang tính chất cấp bách trước mắt, ngắn hạn. Nhưng mà về lâu dài thì chúng ta phải nghĩ đến các cái chương trình có thể nó phải bền vững hơn. Vậy cho nên chúng ta cần phải mở một cái hình thức mà nó phù hợp hơn với người thu nhập thấp. Đó là không phải là mua nhà, mà tôi cho rằng phải phát triển các chương trình thuê nhà ở cho người thu nhập thấp. Vậy thì cái hỗ trợ của nhà nước cần chuyển từ cái hỗ trợ cho mua nhà sang hỗ trợ cho cái việc thuê nhà. Nếu chúng ta làm như thế thì cái lượng tiền nhà nước hỗ trợ cho một người mua nhà có thể sẽ đủ để hỗ trợ cho hàng trăm người. Có đẩy mạnh hơn, đặc biệt là vấn đề tín dụng, phải nghĩ một cách nào đó nó căn cơ và nó toàn diện hơn để mà làm sao mà ngoài vấn đề hỗ trợ của nhà nước thì phải có sự tham gia của cả xã hội, của các cái doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản, thế rồi của các cái tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại cũng như là cổ phần, rồi là của người dân, thì chúng ta mới có giải quyết được cái chính sách nhà ở xã hội. Nhà nước có cái chính sách ưu đãi để khuyến khích các cái doanh nghiệp tham gia, nhưng mặt khác thì cũng phải có những cái sự bắt buộc đối với các cái chủ đầu tư, các cái chủ đầu tư nhà thương mại cần phải có cái sự mà xây dựng các cái nhà xã hội để mà bán cho, hoặc là cho thuê, hoặc là bán cho những người thu nhập thấp theo cái quy định của nhà nước. Khi chúng tôi xây dựng các cái tòa nhà, các cái nhà công nhân cũng như nhà xã hội, thì cái nguồn vốn bỏ ra trong lĩnh vực vật liệu thì chúng tôi gần như là sử dụng các cái nguồn lực hiện có trong cái toàn bộ tổ hợp, cũng như là bán hàng ra thị trường cho các cái nhà phân phối. Với nhà xã hội, nhà công nhân thì từ thiết kế với cái diện tích hợp lý
các vật liệu đưa vào đồng bộ và với cái giá thành thấp nhất. Vừa qua, Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 1248 gửi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội khoảng 3.000 tỷ đồng để thực hiện cho giai đoạn đến năm 2020. Kỳ vọng đề xuất này sẽ sớm được thông qua để gỡ khó cho các dự án nhà ở xã hội, để chính sách nhà ở xã hội thực sự đi vào cuộc sống. Đến đây, chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi xin phép được dừng lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể theo dõi trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.